Giờ mình nói chuyện mênh mông tiếp nha. Ông tại cái clip lâu có phải có một chút xíu cho con thấy không? Chứ còn mà kiệt mà ngồi nói chuyện Phật như kiểu này á, quý vị còn chán hơn thầy Pháp Hòa nữa. Hả, cứ nói vòng vòng vậy thôi à. Mình phải nói chuyện yêu đời rồi không, này kia xã hội rồi nữa. Tu nó không phải là mình đọc cuốn sách rồi mình lặp lại nha. Tu là mình phải nói chuyện từ kinh nghiệm ra. Người đó mới gọi là thầy của bậc thầy. Những bậc thầy mà cao siêu trên thế gian này á, cả đứa nít 5 tuổi cũng là thầy của ổng luôn á. Cho nên cuộc đời này cứ học miết thôi à. Học qua học lại, những đứa đệ tử của Kiệt thì cũng phải học của họ những cái hay nữa. Cho nên không có ai là thầy của ai hết. Chỉ có người nào chịu học và người nào không chịu học. Người nào cái đầu biết hạ mình xuống và người nào ngẩng cái cổ lên, cái đầu bự, chỉ khác nhau có nhiều đó. Chứ tất cả chúng ta đều học hỏi lẫn nhau. Cho nên thì cứ đi học miết, ai cũng học ha. Ngày hôm qua cũng học con thằng homeless ở gần nhà, nó cũng khôn lắm. Ngay chỗ phở 54 có cái quán kia, ta xưa có ông bạn làm chủ quán, nó là cỡ mấy triệu bạc á, mà bữa nay cái homeless nó vô ở nhà, tại vì giờ quán ế đóng cửa phải không, thì homeless nó vô ở mà nó biết làm nhà hay ta. Nó biết cầm cái mấy cái bịch mà lụm ngoài 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 ấy đó, rồi bị chống đồ lên, rồi cái chỗ thay đồ rồi nữa. Có nhớ là homeless mà còn biết tính kiểu đó nữa. Nó công nhận mày kiểu là siêu homeless á. Tao học mày cái này á, đã đến đường đó rồi còn là màn trời chiếu đất được không, vậy mà còn tính nữa. Chỗ thay đồ rồi, mua cái bịch nước đồ tắm rồi. Nó có mấy cái bịch nước mà đổ vô đó. Cho nên nhiều lúc mình đừng coi thường. Học đâu thù cũng học hết, kiệt gặp ai gì cũng học. Bữa cũng học được mấy con bò với con chó ở bên Thiên Long Giang á. Lúc mà mình cúng á, mấy ông thần thì đang ngồi đó dùng tiệc, thì mấy con chó đâu dám sáp vô. Nó đi, nó từ chỗ cái bàn tiệc đây phải không, mình cúng đây, nó đi tới đây cái nó quẹo ra, nó né. Nó mấy hồi bữa bên đó đó, mấy đứa mà bên đó nó thấy mà. Rồi mấy con bò cũng vậy. Thì con chó nó còn biết lễ độ hơn là con người nhiều lúc nữa. Nó biết ai nó kính nể, nó biết ai nó thương, nó biết ai lo cho nó. Nãy giờ nói mấy tiếng rồi, đủ chưa ta? Hả? 3 tiếng. Ai hỏi gì nữa không? À, đọc comment đi. 1.500 người coi tại Việt Nam bữa nay giờ này đang ngủ. Bảy phương pháp đó đó, người nào mà dùng cái đó, mà trị quốc á, quốc gia sẽ thành cường quốc á. Hôm nay mấy đại ca bển cần phải lấy khúc clip đó ngắt lại khúc nhỏ đó, nghe nãy nhiều có mấy phút phải không? Mà nó lợi hại vậy đó. Thế là mình xử cái gì phải có mặt đương sự người ta mới xử được, đúng không? Chứ giờ muốn xử là muốn xử kiểu nào xử à, không có đúng. Cái vụ mà Hồ Duy Hải vậy đó, là ở trên mấy vị nói là xử quan, nếu mà giờ xử lại đó là cả mấy ông tòi với cái hệ thống của Bộ Công an dục rác sao. Nó có nhiều cái oan ức. Nên sau này tất cả ai mà lãnh đạo nước Việt á, phải cạo đầu vô chùa tu, tu ít nhất 3 tháng như kiểu Thái Lan vậy đó, rồi học sơ sơ Phật phải không, mấy cái căn bản. Tại Phật là đâu phải dạy về mình thành Phật không đâu, dạy cho mình sống ở cõi đời nữa, rồi điều hành quốc gia nữa, đủ kiểu hết á. Còn lục hòa nữa kìa. Rồi
bốn tứ tăng mới thành một trụ. Tức là chùa nào á, bắt buộc phải có bốn ông thầy mới là cái đó mới gọi là chùa. Mà hôm nay á, là một rừng một cọp không à. Ở thời đại mới một rừng cọp nhiều. Mà trong khi Phật dạy là bốn ông. Tại sao bốn ông? Thì ông này mà có phạm giới á, thì phải có ông kia ông ngó. Bây giờ một mình ổng á, ổng gọi bồ, gọi ghệ, gọi đồ seafood, đồ ai biết. Đúng không? Ở ban đêm ông làm gì, ông làm đâu biết được. Cho nên mà thời đại này mà bốn ông ở chung chỗ thì đánh lộn. Nó tới với cái thùng tiền á, là chỉ có một cái chìa khóa thôi, một ông giữ thôi. Thời này nó khó chứ. Làm sai lời Phật dạy hết. Bởi vì cái đạo Phật á, thời mạt pháp là vậy. Thì cái thiên tâm trong tương lai sẽ đưa đạo Phật trở thịnh trở lại. Tại vì cha nói cái bài kính thiên số 2 á, là tu theo Di Đà Quan Âm. Tức là kinh Phật không bao giờ sai. Chỉ có con người mình làm sai thời nay. Mấy thầy làm sai thì mới đưa cái đạo Phật đến biết bao nhiêu chuyện mà Phật tử thời nay á, nhận giặc làm cha chứ không có nhận cha mẹ mình là cha mẹ mình là vậy đó. Mấy chục năm nay á, thà nhận giặc làm cha, nhận thầy Nhật Từ làm cha đi, họ nhận Hồ Chí Minh làm cha. Quý vị thấy ở nhà Việt Nam á, thờ Hồ Chí Minh cao hơn Phật đúng không? Thì giặc á, còn Phật á, cha mẹ thì không thờ, Thượng Đế với cha mẹ không ai thờ hết trơn á. Thế đó gọi là nhận giặc làm cha. Thờ Hồ Chí Minh sướng hơn thờ Thượng Đế. Để Hồ Chí Minh còn được vô đảng phải không? Nhờ Thượng Đế được gì? Được lên thiên đàng hả? Ôi thiên đàng tôi chưa thấy. Mà giờ tôi cần cái chén cơm vô bụng trước. Thờ Hồ Chí Minh cao hơn Thượng Đế. Không có thờ Thượng Đế luôn, thờ Phật. Cao hơn thờ Phật. Việt Nam người ta đâu có biết Thượng Đế với cha mẹ lại đâu. Ít lắm. Bởi cha mẹ mới buồn. Cái miếu nhỏ cũng không có đó. Trong kinh Địa Mẫu có kể đó. Đây là Phật. Xong chưa? Dạ sư phụ, có Liên Nguyễn hỏi là vì sao các vị A-la-hán có những dáng điệu khác nhau? Thập bát A-la-hán. Sư phụ có 18 vị A-la-hán theo hộ. Nhưng mà mấy vị á, là khi mà thành A-la-hán á, là mỗi vị có một cái hạnh phẩm khác nhau. Thì đa số những gia láng là khi mà ngồi thiền á, là họ thành Phật thôi. Cho nên đạo thiên tâm hồi xưa cha ra trong tương lai á, là lấy thiền là chính. Cho nên tại sao mỗi lần mình nói chuyện này cuối tuần nè, là hụ thiền để nhắc nhở người ta thôi. Chứ mỗi ngày á, ai họ thiền á, phải ngồi nửa tiếng tới một tiếng. Chứ còn mình đọc kinh là khi nào mình đọc thì để mình hiểu. Hiểu nhưng mà chỉ có ngồi thiền á, mình mới biết được, mình mới quán chiếu được những cái mà mình cảm thấy nó là quan trọng. Khi trong cái thiền á, mình thiền quán á, mình mới thấy cái đó nó là thật sự không có quan trọng. Cũng giả sử giống như mình nghĩ mình phải đi vô Valley Fair, lựa được cái áo này, mua cái bóp nọ. Nếu mình không biết ngồi thiền. Nhưng mà khi mình biết ngồi thiền á, mình ngồi thì tự nhiên cái chuyện đó nó là chuyện buồn cười á. Không có cần thiết, không quan trọng. Thì thứ nhất là mình tiết kiệm được 5.000 phải không? Cái LV phải không? Thí dụ như cái đôi dép giày của mình nó chưa có hư nữa. Nhưng mà mình tại mình cần phải bức xúc, mình cần phải lái xe đi đây đi đó, rồi ăn mặc đồ vô, rồi chứng diện đồ không? Thì mình cứ nghĩ là mình phải đi. Rồi cái mình vừa mình bắt buộc phải đi, mình không đi mà ai mà gọi lại là mình quạo. Người đó là không biết thiền. Còn khi mà mình có cảm xúc đó đó, muốn rời khỏi nhà đó, là mình cứ vô trong phòng mình ngồi, ngồi nửa tiếng. Mấy con cứ thử đi, chừng 3 lần đỡ tốn xăng, đỡ tốn tiền shopping nữa, mà thấy vui nữa. Ở nhà chơi với con phải không, gọi điện thoại thăm ba má rồi thấy vui hơn.
Bữa ở Houston á, đi qua cái nhà Thiên Long Cung á, như đi ăn tăng gia thôi, nhưng mà này mình nói thì người ta sẽ nghĩ là hơi khó hiểu á, khó tin. Mà thật sự lúc đó đông lắm. Mỗi một cái nhà bên Houston đó là để cho Phật tử cũng có thờ cha, thờ mẹ bển, Long Cung đồ. Cái sông lạch, cái con suối nhỏ cũng có những vị thần ở dưới nước nữa. Thần nước từ ra tới biển, biển lớn thì ông thần lớn đều tụ tập đó, cả biết bao nhiêu nghìn mấy vị ở đó. Rồi trên trời á, cha với mẹ cũng có xuống nữa, đông. Bữa đó rất là đông, mấy vị rất là đông luôn, đầy nhà luôn. Phải mới chuyến đi Houston kìa rồi thì nhà đó điển không à. Bển thì cũng có chỗ đó đẹp, mà rất tiếc là ở đây nó nhiều thứ quá, đi không có được. Chứ thích ở bên đó hơn, bển nó yên bình hơn. Đây còn phải ôm cái hãng hãng giờ đang bị bão tố, phải lái rồi không, né bão né mưa rồi, núi nữa, núi bị sạt lở nữa, Phật đây nhiều chuyện lo quá. Chứ mà chừng già ba tuần nữa chắc có thể ăn Tết bên gì, bên Houston vui hơn á. Còn đây mình có chỗ này, cuối tuần tụ tập nắng mưa mình có một chỗ livestream. Ai hỏi gì nữa? Dạ sư phụ, có người hỏi tên chuyến tàu gì tôi không biết. Trong kinh Phổ Môn có câu U Bà Di U Bà Tắc là gì ạ? U Bà Di là nam anh nè. U Bà Di U Bà Tắc là nam nữ mà Phật tử mình á. Phật tử hình cha mẹ thấy không? Này cha mẹ trên núi Thiên Long Sơn có áo rồi, thấy không? Mùng 8, 18, 28 họ thiên gán đọc kinh của Thiên Tâm. Thì mấy ngày đó đó mẹ sẽ chứng hết. Thường thường mấy ngày đó mẹ đi vòng vòng. Nay không có ai dưới hỏi gì cho người ta, chính em, chính chị hay là chuối chín rồi, chín mùi rồi. Chứ tôi nói hoài, tôi nói bao la, đều phải có đề tài đi, mà hỏi đi, tôi nói. Lên đây cho quý vị hỏi mà. Làm sao biết qua Houston hả? Để gần gần vô đi. Để qua đó đó rồi cái anh Kiệt cancel cái. Ở phường ngài chị nhà chị karaoke chị cầm microphone sao? Không có biết hát. Cái gì không biết hát hả? Này mình nói luôn nha. Ở trong người mình nó có hai cái luồng khí âm và dương. Thì mình ke đó là mình tống cái khí dơ ra khỏi người của mình, mình hút vô cái khí dương. Cho nên ca là cũng là một cái lối để mà chuyển khí á nghe. Chứ không phải là vui chơi ca sướng hay là phạm giới à. Thì nó có cái đó nữa. Cho nên lâu lâu phải tập ca. Hoặc là không thích ca thì phải đọc kinh. Để mà cho cái không khí trong người mình nó lưu chuyển. Tại khí âm nó cũng có trong người mình á. Tất cả vong linh đều là gió không đúng không? Gió với mây không đúng không? Mà chút mây đen mà vô họng mình cái ơi
là mình bị ung thư liền á. Ung thư toàn là âm khí nó vô người mình là mình bị ung thư á. Còn chị muốn biết mà ngày nào ở Houston á thì cái chỉ có thông báo trên cái kênh kênh YouTube này nè, thì thường thường chỉ thông báo gấp lắm, mấy tiếng hay ngày đồ ha, ai có duyên tới thì tới. Dạ. Yeah. Tại mình cần chất lượng chứ mình không cần số lượng. đông đâu phải là hay đâu anh, đúng không? Bây giờ Phật tử nó có mấy chục triệu người ngoài kia, họ nhìn kia họ cười khặt khặt á, nhưng mà mình nghĩ ai cười ai sau này sẽ biết. Bây giờ Phật tử với con chiến ngoài kia nó có cả nhiêu mấy chục triệu đúng không? Nó cười Thiên Tướng Kiệt với đám Thiên Tâm này khặt khặt, cười cho đã đi con, rồi mai mốt ta xuống cũng cứu con à. Nhưng mà không phải đời này đâu, ba đời nữa cho mày đầu thai vô. Ba dòng sẽ hiểu. Thiệt á, con chiên với Phật tử khó độ chị này lắm, để cho họ đi lẩn quẩn thêm ba bốn dòng nữa. Mỗi dòng 100 năm, ba dòng 300 năm, mà ba dòng sau không biết đầu thai thành người Việt hay là người ở bên mấy quần đảo của Indo nè, mặc rong chạy đâu có không chừng làm này biết tu. Ok. Bữa nay tạm vậy đi hả? Break time hả? Ok rồi, break time, ăn uống đi. Rồi có tinh thần rồi vô nói chuyện tiếp. Break time 15 phút. Mẹ thương con xin đời cửa rộng ràng nơi nơi bên mái tranh nghèo ngồi quen bé hồng trong ban vắng trời chưa sáng đò hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buộc lắm, mái tranh nghèo con người xưa xa, khu vực thiếu hoa vàng xuân. Làng trẻ thường ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới, ba ngày xuống đi khoe sớm gì. Không về mẹ chờ em cho, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuống chiến trường, không lẽ riêng mình yên ấm mẹ ơi con không ai vắng nhà. Yeah.
Mai nữa
gió nhẹ sáng xuân thoáng mù mai giờ đâu đây nghe lòng lạc lối chơi vơi khi xưa những ngày bên lửa chưa sáng bếp hồng quay vòng đến nhau nghe mẹ kể chuyện đời xưa mẹ ơi con ước con sẽ trở về dù cho OK. Lấy microphone hỏi. Hỏi. Đây, cho nó vô cái clip luôn á. Riêng người đấy khi nào hết quay clip á, đang livestream. Thì đấy thế nào ấy đừng có bấm ở đó nè, đây sẽ phụ bấm vô.
Sorry, that's the word. Hôm nay là cái kênh số 1. Hello. Thay đổi không khí một chút. Xong rồi mà nói tiếp tiếp. Những ngày xa quê là những ngày mang đau thương, một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ, một ngày không nắng ấm và một ngày mong mưa rào, một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cũng mang tôi, miền nào nuôi thân tôi, mà giờ này tôi xa rồi. Này dòng sông phơi nắng, kia đồng ruộng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi, và ngàn đời nhớ Việt Nam. Hãy nhớ, phải nhớ người Việt Nam đang lạc ngoài, hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta vội to. Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lửa hồng đốt sáng vàng niềm tin. Gió chiều mang quê hương, lòng giật mình trong cơn mê. Ngày dài ơi lê thế mà hồng mình như ê trời. Sài Gòn trong nắng cháy, Đà Lạt giấu trong sương mờ. Chiều nào biển Vũng Tàu, sóng tầng cùng đến Cà Mau. Nhớ chiều quê hương ơi, thật tận